chào tất cả quý vị các bạn nha, lại là mình Chung Phi Chiếc Tài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Angry Birds Star Wars. Và trong tập này thì chúng ta sẽ chơi phe heo nha, Chờ đây mình đã, quý vị đã nói đây, chúng ta chơi game này với mục đích là chơi theo kiểu chỉ để nhập vai thôi. Đây đót màu. Đây nhân vật đót màu nha quý vị nha. Phải chơi lại nếu muốn được 3 sao. Có lẽ là lên chơi phải chơi lại nếu muốn được 3 sao. Có lẽ là phải chơi lại nếu muốn được 3 sao. Bên dưới có cái gì đó, cái thùng gì đó. Kết quả là thôi cái 2 sao cũng được. Ta vừa nhận được nhân vật và chúng ta đã nhận được nhân vật Darth Vader. Kinh chưa? Darth Vader, chúng được Darth Vader. Kinh chưa? Chúng được Darth Vader. Một sao. Trời ơi trời. Chết. Bạn chơi số 4 nào. Không bị chém luôn về. What the fuck? Bật cười ra đây. Thắng rồi. Cắt sai mà số 5. Count Dooku. What? Shit.
Mặt số 6 nào. Ở sau có một cái bản đồ kìa. Mình dùng cái con. Chẳng lúc này lấy bản đồ. Thế giờ mà để lấy được cái bản đồ kia thì rất là khó quý ạ. Trong đồ cù. Con này có khả năng spin dash giống như Sonic kìa. Thấy chưa? Cũng may là Tatooine đấy không còn may không có cái 500 nào. Quý nói mày là đứa cuối cùng. Mặt số 8. What? Không được. Bây giờ mình sẽ chẳng biết sợi dây là thịt kìa. Bây giờ, ui ui ui. Chị đến chờ đây. Nói chung là không có gì phải lo lắng.
Nói thật là mình chơi game này không phải là vì tiền, mà là vì muốn vượt qua tất cả mà mình đã nói gì ở trong nhiều tập trước rồi. Ôi! Ôi giời ơi mẹ này! Đang quay video gọi gọi cái gì? Ơ đi! Ui rồi. Thế làm sao thắng rồi? Có chém đứt sợi dây được. Thành xác cái dây xích rồi, chém đứt cái dây xích được. Mà người, người ta sang mặt người. Ui, ui. Hay bắn từ đằng sau vậy rồi bắn từ đằng sau. Có lẽ thắng rồi. Tất sao mà chơi số 11. Boom. Có sống nhỉ? Yeah.
số 12. Bạn lấy 3 nào. Lắm xương đấy. Không được, không được. Như thế kiểu gì chả được mua 3 sao. Đấy biết ngay mà. Đùa ôi, ô, lại bản đồ. Mẹ.
Quả này thắng dễ dàng hơn rồi. Quả này có 500 này. Này có 500. What? What? Cái gì đây? Cái gì đây? What the fuck? Con đó, một con đó. No. Thank you.
Đây. Tất cả. Mình nghĩ là thắng rồi mà này. Mình nghĩ là chắc kiểu gì sẽ được 3 sao. Bắn đi phía sau. Ok. Thật ra mình bắn vào cái khúc xương thôi nhưng mà nhắm ngay vào cái khúc gỗ. Shadow Trooper. Thế cơ mà. Không được. Thank you.
Bum. Mày đợt cuối cùng. Mắm bót. Yo bót ơi. Boom! Bato hôm nay buồn đi. Sao chị đang này? Đây. Yeah.
một con. Báo cái dây dây cho nó được vỡ một bóng ra như vậy. Nghĩa thắng rồi. Duku. Adit. Bây giờ bây giờ sẽ được bắn vỡ cái kính xem. Vai!
Gà vỡ cái thích chắc. Ê, trời ơi. Mẹ nó chứ. Mẹ, mẹ chúng mày chứ, tao nói thật. Vẫn bắn vỡ rồi à? Cái thuốc nổ lá mà bằng kia loại nhưng mà vẫn bắn. Vẫn bắn. Ha 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 ha. Ôi kìa, ôi kìa, chết à. Dạ. Đáp màu. Không tới. Đấy, mình bắn được chết kia xem nào. Ôi! Double kill. Đi tí tí nữa thì thắng, tí nữa thì thắng. Thank you.
Ở dưới kia cũng hình như cũng có một cái thuốc nổ hay sao ấy. Chơi nào. Ôi đi. Chắc cái gì cũng được 3 sao rồi. Ây à, mày gần chết à. Chết à. Ây à mày. Kết quả là chúng ta được bao nhiêu sao đây? Hai sao như của cái con kia, cái con vừa rồi kìa. Cái con Tusken Rider thì mình chỉ dùng nó để lấy cái bản đồ thôi chứ. True Jedi Master mình sẽ nhận được. Như thế thì phức tạp lắm đấy. Vậy là chúng ta đã xong một tập nữa của Angry Birds Star Wars phần 2 rồi. Và tập sau không biết sẽ có gì mới lạ, chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Nếu như bạn nào thích cái series này thì đừng quên cho mình một like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây chính là một cái động lực rất là giúp mình làm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok, cảm ơn quý vị đã xem video mình. Hẹn gặp lại quý vị các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.